Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả Hoa Game Griffith. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó là đăng ký cũng như là cài đặt cái Rockstar Game Launcher. Đây là một cái cổng chơi game mới của cái hãng Rockstar. Và nếu các bạn không biết ấy, thì Rockstar chính là cái hãng đã sản xuất ra những tựa game rất là đình đám như là Red Dead Redemption và nổi bật nhất chính là GTA. Được chưa nào? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó là tải cũng như là đăng ký một cái tài khoản của Rockstar. Và thời điểm hiện tại thì Rockstar nó cũng đang phát miễn phí cái tựa game đó là GTA San Andreas, cho nên là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cái tựa game đó luôn. Chưa nào? Bây giờ thì các bạn hãy vào cái trang web sau đây. Mình sẽ để cái trang web này dưới phần mô tả video nhé. Các bạn hãy click vào đó. Và trong cái trang web này thì đây chính là cái trang giúp các bạn sẽ download được cái Rockstar Game Launcher. Ở đây các bạn ở được phần download for Windows nhé. Đây, click vào. Nó sẽ tự động tải cái phần install Rockstar Game Launcher cho chúng ta. Rất là nhanh thôi, chỉ có khoảng tầm 50MB nha các bạn. Sau khi đã tải xong thì các bạn click vào nó để nó mở lên. Các bạn có thể tắt cái trang web này xuống được rồi. Ở đây thì là cái giao diện cài đặt của Rockstar Game Launcher. Các bạn ấn vào phần English nhé. Sau đó các bạn ấn Continue. Sau đó Continue tiếp. Continue tiếp. Ở đây các bạn ấn vào phần Pro. Chọn vị trí các bạn lưu cái bản launcher này. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái vị trí đó là ở đây nhé. Sau đó thì ấn OK. Còn các bạn thích lưu ở đâu thì các bạn cứ tích chọn vào đó, ấn OK là được. Sau khi đã xong ấy, thì các bạn lại ấn tiếp vào phần Continue. Nó sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt và tải cái Rockstar Game Launcher chúng ta. Rất là nhanh thôi, bởi vì cái này nó rất là nhẹ các bạn. Xong thì các bạn ấn Close nhá. Đây này, nó tự động chạy lên luôn nhá. Đây chính là cái logo của Rockstar Game Launcher, đúng không nào, icon. Và bây giờ nó sẽ tiến hành update một vài cái nhỏ nhỏ. Nó nhanh thôi các bạn, nó không mất thời gian của chúng ta đâu. Nó chỉ là cái giao diện thôi, chứ không phải là game đâu. Game nó nữa chúng ta vào tải sau cơ. Đây, sau khi đã xong thì công việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ phải đăng ký một cái tài khoản của Rockstar Game Launcher. Nó cũng giống như những cái cổng chơi game khác, như ở đây chúng ta có đó là Uplay, Origin, GOG hoặc là Epic, đúng không nào, Steam nữa. Đó là những cái cổng chơi game là thông dụng hơn. Còn bây giờ Rockstar thì họ cũng quyết định sử dụng cái launcher riêng của họ. Được rồi, ở đây sau khi nó đã hiện cái màn hình lên như thế này rồi, đúng không nào, các bạn hãy nhìn sang góc phải, đó là các bạn hãy click vào Create a New Account. Click vô. Ở đây các bạn ấn đồng ý I have này. Rồi, ấn Next. Rồi, ở đây các bạn hãy điền một email các bạn có nhá. Mình sẽ điền một email của mình vào. Đăng ký email rất là đơn giản, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn qua về cái phần này nhá. Sau khi các bạn điền email bên trên này, các bạn hãy copy nó lại, sau đó các bạn dán nó bên dưới. Xem nào, confirm lại. Tiếp theo đến phần password. Password thì các bạn hãy đảm bảo 3 yếu tố: có chữ viết hoa, có chữ viết thường, có số. Và nó dài khoảng tầm từ trên 8 ký tự. Ok chưa nào? Chữ viết hoa, chữ thường và cả số. Thì bên cái góc bên phải nó màu xanh lá cây lên là được, chưa nào. Còn bên dưới confirm password thì các bạn hãy điền lại cái password như bên trên. Rồi, nickname thì các bạn hãy sử dụng một cái nickname nào đó các bạn thích. Nhớ là cái nickname này không được trùng nhá, không được trùng với cả những người chơi khác nhá. Mình sẽ đặt đó là kho game Griffith. Griffith một, chưa nào. Sau đó thì day of birth thì ngày tháng sinh các bạn không cần quan trọng đâu. Nhưng năm ấy thì các bạn phải làm cho các bạn cái điền cho nó cao cao ấy, để các bạn trên 20 tuổi được. Nếu mình nhớ không nhầm ấy thì một vài cái tựa game GTA nó giới hạn độ tuổi nhá. Cho nên các bạn mà điền tuổi thấp quá là mua game là không được đâu. Nó không cho các bạn mua đâu, chứ nào. Hoặc là nhận game nó cũng không cho các bạn chơi đâu. Mình nhớ như GTA là 16 cộng hay là 17 cộng gì đó, không nhớ lắm nữa. Thì đại khái là vậy nhá. Còn cái này thì các bạn để yên ở Việt Nam. Rồi các bạn ấn I would like này. Sau đó thì xuống dưới các bạn tích chọn tiếp vào I'm not a robot. Ở đây các bạn sẽ phải điền một vài cái vớ vẩn. Crosswalk là cái vạch kẻ đường ấy. Đây là một hai vạch kẻ đường này. Đó, thấy không? Click là được. Vạch kẻ đường, click lên hết rồi thôi. Sau đó ấn Verify. Là xong. Sau đó ấn Next. Được rồi. Như vậy là những cái công đoạn lúc nãy đã hoàn tất, cho nên là nó mới hiện ra cái bảng tiếp theo này. Thì ở đây các bạn để mặc định mọi thứ, sau đó thì các bạn ấn Create Account. Để hoàn thành cái quá trình cài đặt của chúng ta thì các bạn cần phải làm một bước nữa, đó là các bạn phải Verify email. Thì ở đây với cái email các bạn vừa điền vào, các bạn hãy đăng nhập vào email nhé. email.google.com. Đây, ngay email ấy, thì ngay khi các bạn đăng ký xong, nó sẽ gửi ngay một email vào cho các bạn. Các bạn thấy Welcome to Rockstar Game Social Club này, các bạn thấy không? Click vào đó. Trong cái email này nó có một cái dòng rất to, đó là Verify your email address. Các bạn click vào nhé, dòng vàng vàng này. Click vô. Được rồi, ở đây nó hiện thông báo là đã hoàn thành này, các bạn thấy không? Thì các bạn hãy tắt cái trang web đi. Các bạn quay lại đây. Phần email verification, các bạn là phần check nhé, verification, xem nào.
hoàn thành rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể ấn ken cái này. Được rồi, đây chính là giao diện của Rockstar Game Launcher. Thời điểm hiện tại thì Rockstar mới chỉ đưa hai game lên cái Rockstar Game Launcher này. Ở đây các bạn có thể thấy có GTA 5 và GTA San Andreas. GTA 5 các bạn muốn chơi các bạn phải mua nhá, các bạn ấn vào Buy Now để mua nhá. Còn như mình đã nói, thời điểm hiện tại thì GTA San Andreas đang được phát hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể click vào đây, claim free game để nhận game về mà chơi. Được chưa nào? Click vào nhá. Đó, ở đây các bạn cần click claim một lần nữa nhá. Đây các bạn có thể thấy PEGI 18 là giới hạn độ tuổi dành cho độ tuổi 18 này. Cho nên nếu các bạn điền tuổi thấp quá là có thể các bạn sẽ bị gặp khó khăn trong quá trình chơi cái tựa game đấy. Được chưa nào? Ấn claim lần nữa nhá, claim free game. Mọi bước nhận thì nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi, nhanh gọn. Tiếp theo các bạn ấn phần Redeem nhá. Click vào Redeem này. Ok, nó hiện ở phía trước success này có nghĩa là các bạn đã hoàn thành rồi đấy. Bây giờ các bạn ấn ok nhá. Thì đây là cửa hàng của Rockstar Game Launcher, được chưa nào? Thì các bạn có thể ấn phần game này, nó sẽ hiện những cái game mà các bạn có trong cái giao diện của cái Rockstar Game Launcher này. Thì ở đây các bạn thấy GTA San Andreas các bạn có thể ấn install now để bắt đầu chơi rồi này, đúng không nào? Click vô. Các bạn ấn phần Brawl, chọn vị trí các bạn sẽ lưu game trong cái máy tính của các bạn nhé. Ấn Brawl rồi, mình sẽ lưu nó ở OD nhé. Game. Và ở đây sẽ là GTA San Andreas, chưa nào? Sau đó thì ấn Select Bundle. Rồi ở đây mình sẽ bỏ chọn là Start Menu Shortcut. Sau đó thì ấn Install để bắt đầu tiến hành cài đặt. Thì game này nó nặng khoảng tầm đó là 4,59GB nhé các bạn. Sau khi download xong thì các bạn có thể mở lên chơi được luôn.